Hoan hỷ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Quý anh chị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn cuộc sống của mình mỗi ngày đều tốt đẹp hơn, sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn phát đạt, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên không phải ai mong cầu cũng được như ý muốn. Trong cuộc đời sẽ có những giai đoạn gặp nhiều may mắn, làm gì cũng hành thông thuận lợi, làm một hưởng 10, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhanh chóng. Tuy nhiên thì cũng có những giai đoạn không tránh khỏi được những khó khăn, trắc trở, vận hạn đeo bám, tiểu nhân thì liên tục thảm hại, làm ăn thất bát, nợ nần ngập đầu. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi vào năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình Phong thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn tử vi của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong năm Tân Sửu này. Trong năm tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của tuổi Canh Thân 1980 sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình có gặp phải những khó khăn trắc trở gì không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào? Và để nắm rõ được vận trình của mình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Tử vi năm 2021 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 dự đoán, đối với những người muốn bắt đầu một doanh nghiệp mới là phù hợp nhất để làm điều đó trong năm Tân Sửu này. Tốt nhất là thực hiện kế hoạch vào đầu năm và tiến hành vào giữa năm, kế hoạch sẽ thành công. Nhờ giúp đỡ từ những nhà đầu tư là một trong những lý do chính cho sự thành công của bạn. Nó cũng là quan trọng để có mối quan hệ tốt với người khác, tránh ghé thăm quán bar thường xuyên. Những người sinh năm 1980 sẽ có rất nhiều thăng trầm. Trong sự nghiệp thì bạn sẽ có những nhiệm vụ, công việc phức tạp và nặng nề hơn, đòi hỏi họ phải cân bằng giữa công việc và mối quan hệ gia đình. Tài lộc sẽ có thêm nhiều khoản chi, vì vậy cần phải học cách tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Trong tình yêu thì bạn có thể gặp phải những vấn đề lớn, do đó làm thế nào để hòa hợp với bạn đời là rất tốt và rất quan trọng. Đối với sức khỏe, điều quan trọng là kết hợp gắng sức và nghỉ ngơi. Trong năm 2021, tuổi Canh Thân sinh năm 1980 gặp cục diện tương phá giữa ngũ hành bản mệnh và ngũ hành của năm Thái Tuế. Vì thế nên bản mệnh dễ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn, chi tiêu không hợp lý, dễ dẫn đến hiểm họa về tài chính. Tình hình sức khỏe vào năm Tân Sửu của mệnh chủ cũng không mấy khả quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp cần lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường hay cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí có thể nhiều suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động nên khi vướng phải rắc rối thường không sẵn sàng khắc phục, dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, xét về vận trình tình duyên vì có sao thiên hỷ xuất hiện nên bản mệnh sẽ trở nên khá đào hoa, có thể gặp những đối tượng hợp ý mình ở những nơi như quán bar hoặc trong những buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm của mệnh chủ có thể phát triển nhanh chóng nhưng cần phải biết giữ mình, không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp kéo theo chính mình vào rắc rối. Tử vi năm 2021 Tân Sửu cho thấy bản mệnh dễ gặp rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tử sắc thị phi. Nếu không biết kiềm chế những ham muốn không chính đáng của mình thì dễ vướng vào tai vạ, tự tay phá vỡ hạnh phúc mình đang có. Năm Tân Sửu này, tuổi Canh Thân 1980 phải đối mặt với cục diện xung phá ngũ hành giữa thổ của Tân Sửu và mộc của Canh Thân, tức tuổi của mệnh chủ, nên bản mệnh không được thuận lợi trong công việc. Mệnh chủ dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến cho mọi chuyện không yên ổn. Bản tính bốc đồng lơ là cũng mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề đang xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra, cục diện tương phá còn cảnh báo gia chủ có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều thú vui bên ngoài. Vì thế mà bản mệnh cần tránh hết sức việc tham gia các hoạt động tụ họp không cần thiết, tránh giao lưu với những người có ý đồ không lành mạnh.
Trong năm 2021 tuổi Canh Thân 1980, cần tránh đi những khu vực âm u ẩm ướt, không nên đi tới những khu vực ven sông hoặc những người nhiều nơi nhiều hỗn tạp như là quán bar, quán rượu để tránh chuyện rắc rối không cần thiết. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, cách tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh bát bảo tâm kinh. Dự đoán tử vi của tuổi Canh Thân 1980 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thường thổ được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu 2021 có nạp âm ngũ hành, bích thường thổ, mộc thổ tương khắc. Vậy nên mệnh chủ sẽ gặp phải các bệnh liên quan tới thận và xương cốt. Đây là một điều mà các mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Cần phải bảo vệ sức khỏe của bản thân mình, phòng những bệnh xương khớp, dạ dày có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của gia chủ. Trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Canh Thân gặp phải nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, áp lực công việc lớn, thành tích không được như lý tưởng, dễ giải quyết những chuyện phiền phức liên quan đến khách hàng, mâu thuẫn với lãnh đạo, quan hệ xã giao không được thuận lợi. Đặc biệt, sau lưng bạn luôn có những kẻ tiểu nhân bàn tán chuyện thị phi. Trong công việc thì dễ xảy ra sai sót, khiến cho cơ thể phải chịu mệt mỏi. Muốn cải thiện những vấn đề này, bản mệnh có thể thay đổi phong cách ăn mặc, cải thiện phong thủy nhà ở, tránh những chuyện không hay hoặc những yếu tố không thuận lợi tích tụ tạo thành sát khí. Để hóa giải, tuổi Canh Thân sinh năm 1980 cần bố trí phong thủy nhà ở hợp lý, đồng thời luôn luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy là vòng tam hợp thân, tí, thìn, dựa theo sự tư vấn hướng dẫn của chuyên gia phong thủy. Nam mệnh 42 tuổi, năm nay gặp Vân Hán chiếu mệnh, mọi hành động nên duy trì thận trọng. Về mặt sức khỏe thì lưu ý các vấn đề như phát hỏa, đau nhức. Nữ mệnh 42 tuổi, năm nay La Hầu chiếu mệnh, dễ gặp xuất hiện miệng lưỡi thị phi, xuất hiện các chứng viêm ở miệng, mắt, phụ khoa. Năm nay thì phải vất vả mới có được tiền của, cần lưu ý về sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Ngoài ra thì năm nay dễ xuất hiện về vấn đề ảnh hưởng hôn nhân gia đình hoặc danh dự cá nhân liên quan đến đào hoa. Cần phải giữ cho đầu óc sáng suốt, tỉnh táo, tránh bị mê hoặc. Do rơi vào cục diện xung phá ngũ hành với thái tuế nên Canh Thân sinh năm 1980 vẫn phải đề phòng nhiều thứ. Tổng tài sản vào năm 2021 của những người tuổi Canh Thân sẽ không lý tưởng. Trong sự nghiệp thì mối quan hệ của họ với đồng nghiệp rất kém. Ngoài ra thì công việc năm nay có thể khiến cho bạn kiệt sức, sẽ luôn có một số sai lầm trong công việc. Trong tài lộc thì không thể tiết kiệm nhiều tiền bởi vì bạn có thể thêm nhiều chi tiêu. Trong năm nay thì nên ghi lại thu nhập và chi phí hàng ngày để có thể giữ cân bằng. Trong tình yêu và mối quan hệ với vợ và chồng sẽ thiếu sự lãng mạn tươi mới. Điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy một chút tầm thường và nhàm chán. Tuy nhiên thì vẫn có thể tận hưởng một cuộc sống ổn định. Về sức khỏe, không có vấn đề nghiêm trọng nào. Cố gắng không thức suốt đêm và ăn uống thường xuyên. Vào năm 2021 thì cần phải cẩn trọng mọi việc, bị chi phối bởi những ngôi sao không may mắn, sẽ có mối quan hệ xấu với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Do đó nên kiềm chế tính nóng nảy và thân thiện với người khác để tránh nhiều rắc rối. Trong sự nghiệp thì có thể thấy hầu như không có cơ hội để tạo ra một bước đột phá lớn, thậm chí gặp phải nhiều vấn đề nhức nhối. Để được giải quyết nó là một cách khó khăn. Về sự nghiệp của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 vào năm Tân Sửu, mối quan hệ giữa các bạn và mọi người có thể rất kém đối với tuổi Canh Thân và mối quan hệ công việc của bạn có thể trở nên sóng gió vì một số chuyện vặt vãnh. Nên xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và cố gắng duy trì sự hài hòa cả bề ngoài và khi bạn không thích ai đó. Ngoài ra thì đôi khi có thể cảm thấy kiệt sức, bất lực trong công việc, mắc lỗi mặc dù bạn muốn làm tốt, cần phải xác định nguyên nhân gốc rễ để có thể giải quyết vấn đề kịp thời.
Trong năm 2021, sự nghiệp của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 chủ yếu ở vào thế bị động, thường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc mâu thuẫn từ đồng nghiệp. Chẳng những thế, bản mệnh thường không chuyên tâm vào công việc, dễ nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của bạn bè xấu, vì thế mà không có chí tiến thủ, thường suy nghĩ tản mạn. Đây là nguyên nhân khiến cho bản mệnh khó có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề trước mắt hoặc không đủ lý trí để xác định những kế hoạch trong tương lai của mình. Có thể nói rằng, năm 2021, tuổi Canh Thân 1980 thiếu đi động lực và hướng đi trong sự nghiệp, vì thế khó đạt được sự đột phá. Nếu muốn thay đổi tình trạng trên, mệnh chủ cần tham gia nhiều hoạt động hoặc các loại báo chí, sách vở giúp truyền cảm hứng thay đổi tâm trạng. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, tích tài, tạo phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh. Mệnh chủ khó có thời điểm nào được yên ổn làm việc do phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Nhiều vấn đề xảy ra khiến cho bạn tốn nhiều công sức mới có thể khắc phục được. Tốt nhất nên tránh xa bạn bè xấu hay rủ rê, lôi kéo, tham gia vào các hoạt động vui chơi, làm lơ là sự nghiệp. Không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc để suy nghĩ vu vơ, nên xây dựng thời gian biểu hợp lý để có lối sống khoa học hơn. Đặc biệt các mệnh chủ tuổi Canh Thân 1980 trong năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý vào tháng Canh Dần. Dương lịch từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho tới ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đâu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Canh Thân 1980 không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tài lộc của tuổi Canh Thân năm 1980 vào năm Tân Sửu. Vào năm Tân Sửu này thì tuổi Canh Thân có thể có thu nhập tương tự với năm ngoái và không tìm thấy cơ hội kiếm tiền làm thêm. Do may mắn kém, bạn sẽ khó kiếm tiền bằng cách điều hành kinh doanh. Quan trọng nhất là phải chi tiêu nhiều hơn, bao gồm các chi phí hàng ngày và một số chi tiêu không lường trước được. Ví dụ, một loạt các vấn đề trong ngôi nhà của bạn có thể yêu cầu chi phí cải tạo. Nếu muốn tiết kiệm tiền trong năm nay thì phải có kinh tế. Bởi phạm tam tai 2021, tình hình tài chính của tuổi Canh Thân 1980 trong năm Tân Sửu không ở vào trạng thái lý tưởng. Bản mệnh dễ phải chi tiêu tốn kém trong các mối quan hệ bạn bè, anh em, dễ dùng tiền lãng phí không đúng mục đích vào các hoạt động vui chơi tụ tập. Ngoài ra, trong năm nay là một năm khá đào hoa với bản mệnh, tuy nhiên nên giữ lý trí khi quan hệ với người khác, không nên tiêu phí quá độ thể hiện bản thân mình. Nếu muốn cải thiện tình trạng này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian đầu tư cho sự nghiệp hơn, không nên dành thời gian cho những suy nghĩ xa vời. Muốn phát tài nhanh và bền vững, bản mệnh cần dựa vào chính khả năng của mình, không nên chỉ dựa vào vận may của bản thân hoặc lợi dụng công sức của người khác. Những mưu đồ không tốt có thể khiến cho bản mệnh lâm vào nhiều rắc rối, thậm chí là phá sản. Về phương diện thiên tai, năm nay cũng bình thường, không có gì đặc biệt, vì là năm phá thái tuế nên cẩn thận bị người khác hiểu lầm. Ngoài ra, cần dựa vào linh cảm và trực giác của bản thân để có thể kiếm được chút tiền từ trong hy vọng, chứ không mong được quá nhiều. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp, hãy lưu ý bố trí phong thủy nhà ở và văn phòng làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, đúng phong thủy. Đồng thời, sử dụng pháp khí, kích tài, sự nghiệp, thất tinh bắt quái trận đồ theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Về tình duyên của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 vào năm Tân Sửu. Nhân duyên của tuổi Canh Thân 1980 vào năm Tân Sửu khá tốt, đặc biệt là với những người còn độc thân. Bản mệnh dễ có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người khác phái thông qua mối quan hệ với bạn bè, người thân hoặc trong các buổi gặp mặt bạn bè, đối tác. Bạn dễ gây ấn tượng với những người khác giới, nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá khó khăn.
Tuy nhiên, vì tác động của thái tuế mà tình cảm của mệnh chủ không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra thì tuổi Canh Thân sinh năm 1980 còn có dấu hiệu phóng túng quá độ, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, tuy bản mệnh không có nhiều khả năng phạm phải đào hoa xấu, nhưng vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Khi tham gia hoạt động tiệc tùng, giao lưu, cần chú ý biết giữ mình, không nên quá chén, khiến cho bản mệnh trở nên thiếu tỉnh táo, làm ra những việc gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, mệnh chủ cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế những ham muốn không cần thiết. Tuổi Canh Thân 1980, năm nay chú ý cần phải mang bên mình một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Sức khỏe của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 vào năm Tân Sửu. Không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào phát sinh. Đối với tuổi Canh Thân 1980 thì thỉnh thoảng bạn có thể bị đau đầu hoặc sốt và sẽ ổn nếu chăm sóc bản thân tốt. Cố gắng không thức khuya, ăn uống thường xuyên, bạn nên tập thể dục tốt hơn thường xuyên. Và ngoài sức khỏe thể chất, cần phải theo dõi sức khỏe tinh thần và đừng quá cố gắng. Trong năm 2021, do mộc thổ xung phá, gây nên nhiều rắc rối và hung hiểm. Về tổng thể năm Tân Sửu, cơ thể của bản mệnh dễ phải chịu tác động không tốt do các chất kích thích như rượu bia gây nên, khiến cho đầu óc thiếu minh mẫn. Mệnh chủ cũng dễ gặp vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp, các bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu thường xuyên xuất hiện. Để sức khỏe cải thiện, tránh được những tác động xấu, bản mệnh cần tránh đi đến những nơi ẩm ướt, nguy hiểm như bến sông, bến đò, không nên đến những nơi có nhiều sát khí hoặc những chốn ăn chơi đông người phức tạp. Nếu có thời gian rảnh rỗi nên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để thư giãn ở nơi có nhiều cây cối, bầu không khí trong lành, cũng như là quan tâm để ý tới người nhà của mình nhiều hơn. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Canh Thân 1980 nam mạng, sao Vân Hán chiếu mệnh hay còn gọi là sao Vân Hớn. Sao Vân Hớn chiếu mạng đàn ông hay đàn bà gặp phải sao này, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng, gặp tai tinh, kiện thưa, bất lợi, nữ thì không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Do vậy, người bị sao Vân Hớn chiếu mệnh cần phải cẩn trọng trong lời nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến kiện tụng cò bót. Mệnh chủ của Canh Thân 1980 nam mạng và năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn thiên la. Hạn thiên la chủ về sức khỏe, tâm lý. Đối với sao thiên la này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua thì thường sẽ gặp rắc rối đến liền. Nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ. Xấu thì dây dưa, kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người gặp hạn thiên la đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn đến cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu, như vậy mới được hạnh phúc. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Canh Thân, nữ mạng, sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung tai, nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng Giêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này, có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình, cần đề phòng gặp nạn về công danh sự nghiệp. Mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 Tân Sửu sẽ gặp phải hạn thiên la. Hạn thiên la chủ về sức khỏe, tâm lý. Đối với sao thiên la này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua, thường sẽ gặp rắc rối đến liền. Nhẹ thì mang tiếng xấu, hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ. Xấu thì dây dưa, kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức. Người gặp hạn thiên la đề phòng cảnh vợ chồng cãi cọ, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn đến cảnh vợ chồng xa cách, ly thân. Thế nên, cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Tử vi chọn đời của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, bản mệnh
tuổi Canh Thân khá là tốt, cuộc đời sẽ có được nhiều may mắn về công danh và tài lộc. Tuổi này có số được hưởng tài lộc của cải trời ban. Sống ở đời ngay thẳng lương thiện, ắt sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Con cháu sau này cũng được hưởng nhờ phước lộc, có thành công trên con đường danh vọng. Gia đạo không được yên ấm thuận hòa. Trong gia đình thường hay có ghen tị, xích mích với nhau giữa các thành viên. Đòi hỏi bạn phải hết sức tỉnh táo, khéo léo, giải quyết và dàn xếp mọi chuyện mới mong được yên ấm. Bằng không cứ lộn xộn mãi cho đến năm 50 tuổi. Là người không coi trọng chuyện công danh ngoài xã hội, chỉ chú tâm vào xây dựng sự nghiệp cho bản thân, nên sự nghiệp nhanh chóng vững chắc ở tuổi 35 trở đi, tài vật cũng được phát triển tốt đẹp. Từ 27 đến 30 tuổi, 27 tuổi năm nay làm ăn được phấn chấn, tình cảm dồi dào, gia đạo yên vui, kỵ tháng 8 không nên đi xa. 28 tuổi có nhiều cơ hội thuận tiện về nghề nghiệp, nên đi xa vào năm này thì có nhiều thắng lợi về tiền bạc, nên đi vào những tháng hợp như đã ghi ở trên. Từ 31 cho đến 35 tuổi, 31 tuổi năm xui, tránh miệng tiếng thị phi, coi chừng đau bệnh. 32 tuổi kỵ mùa hạ, kỵ lửa. 33 tuổi coi chừng có thể bị lừa gạt hay là bị mất của trong năm này. 34 tuổi dịp may bắt đầu đến, có thể khởi sự làm ăn lớn. 35 tuổi một năm có nhiều thành công về tất cả mọi phương tiện. Từ 36 cho đến 40 tuổi, năm 36 tuổi bạn sẽ có một tiếng sách lớn về vấn đề tình cảm, kỵ mùa xuân. Tháng 9, năm 37 tuổi hãy đề phòng coi chừng bị tai nạn. Tháng riêng, năm 38 tuổi bạn có một tin vui bất ngờ về tiền bạc. Năm 39 tuổi, bạn có dịp may đi xa và có nhiều cơ hội để tiến thân. Năm 40 tuổi, nghề nghiệp và công danh của bạn cùng phát triển mạnh một lượt trong năm này. Từ 41 cho đến 45 tuổi, 2 năm 42 và 43 tuổi liên tiếp gặp nhiều dịp may bất ngờ về mọi mặt. Năm 43 tuổi đề phòng tháng 6 có đau bệnh. Năm 44 tuổi, con cái đỗ đạt. Năm 45 tuổi, có thể mua được một căn nhà lớn hay một tư sản khá khá trong năm này. Từ 41 đến 45 tuổi, 2 năm 42 và 43 tuổi liên tiếp gặp nhiều dịp may bất ngờ về mọi mặt. Năm 43 tuổi đề phòng tháng 6 có đau bệnh. Năm 44 tuổi có con cái đỗ đạt. Năm 45 tuổi có thể mua được một căn nhà lớn hay một tư sản kha khá trong năm này. Từ 46 cho đến 50 tuổi, 46 tuổi đại kỵ tháng 10 coi chừng họa tài. Tháng 4 năm 47 tuổi, bạn sẽ có một dịp gặp lại một người thân từ lâu đã bật tin tức, coi chừng đau bệnh vào lúc cuối năm. Giữa 48 tuổi, bạn sẽ bị hao tài bất ngờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Canh Thân 1980 trong năm 2021 này, quý anh chị và các bạn hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.